ba bóng hồng từng yêu Quách Ngọc Ngoan, ly hôn Lê Phương ồn ào, chia tay vợ hai đại gia. Quách Ngọc Ngoan được xem là một trong những nam diễn viên điển trai nhất màn ảnh Việt. Tuy nhiên, trái với sự nghiệp thăng hoa, tình trường của nam diễn viên lại vướng nhiều trắc trở. Và bây giờ, hãy cùng Hero Thanh điểm qua ba bóng hồng từng yêu Quách Ngọc Ngoan. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Ngọc Anh nghi vấn hẹn hò từ màn khóa môi sâu trên sân khấu. Cuối năm 2011, nam tài tử đào hoa Quách Ngọc Ngoan dính nghi vấn tình cảm với nữ ca sĩ Ngọc Anh. Nguồn cơn bắt đầu là từ khi cả hai cùng tham gia game show Cặp đôi hoàn hảo và có màn khóa môi ngọt ngào trên sân khấu. Thời điểm đó, nụ hôn này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, cả Quách Ngọc Ngoan lẫn Ngọc Anh đều khẳng định đây chỉ là chi tiết dàn dựng phục vụ cho tiết mục biểu diễn. Sau đó, trong nhiều lần được báo chí hỏi về mối quan hệ với Ngọc Anh, Quách Ngọc Ngoan đều trả lời lấp lửng: "Tôi yêu Ngọc Anh thì sao? Tôi và Ngọc Anh là tình nhân trong âm nhạc." Ngược lại, nữ ca sĩ cũng hết lời khen nam diễn viên là người đàn ông nam tính ga lăng, đồng thời cho biết tôi và Ngọc Ngoan rất hợp nhau. Một số nguồn tin vào thời điểm đó khẳng định cả hai có mối quan hệ trên mức tình bạn sau quãng thời gian gắn bó trong cuộc thi. Hiện tại, nữ ca sĩ Ngọc Anh đã làm mẹ của hai cô con gái, Phương Anh 14 tuổi và Minh Anh 1 tuổi. Con gái thứ hai của cô là trái ngọt của mối tình gần 3 năm với bạn trai kém 3 tuổi là ca sĩ Tô Minh Đức. Nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô và bạn trai chưa kết hôn. Lê Phương, người vợ đầu từng được khen quá đẹp đôi, cưới 2 năm đã ly hôn trong ồn ào. Nữ diễn viên Lê Phương là bóng hồng gắn liền với cái tên Quách Ngọc Ngoan từ những ngày đầu nổi tiếng, từng đóng chung nhiều bộ phim cho đến lúc kết hôn. Đến nay dù đã chia tay nhiều năm nhưng khán giả vẫn nhớ về họ như một cặp đôi đã từng hạnh phúc. Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan kết hôn vào tháng 3 năm 2012. Thời điểm tổ chức đám cưới, nhiều người đã gửi lời chúc mừng, khen cả hai là trai tài gái sắc. Một tháng trước khi kết hôn, Quách Ngọc Ngoan gây hoang mang dư luận khi một mực phủ nhận về tin đồn cưới vợ và khẳng định tôi chưa bao giờ công khai Lê Phương là người yêu của tôi, dù lúc này cô đã mang thai con của anh. Cuộc hôn nhân vấp váp từ những ngày đầu tiên của cả hai dường như đã báo trước một cái kết không có hậu. Tháng 6 năm 2014, Lê Phương bất ngờ đệ đơn ly hôn Quách Ngọc Ngoan tại Tòa án Nhân dân thành phố Trà Vinh. Lý do cô đưa ra là tình cảm vợ chồng phai nhạt từ lâu, dù đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thể tái hợp. Nam diễn viên còn bị vợ cũ tố, đồ hiệu xa xỉ, suốt ngày tiệc tùng, làm gì còn thời gian nhắn tin gọi điện, chứ đừng nói là 5 ngày về thăm con một lần. Ngược lại, Quách Ngọc Ngoan tung tin nhắn của Lê Phương yêu cầu anh phải trả 1 tỷ đồng thì mới ký đơn ly hôn. Những lùm xùm này kéo dài đến năm 2015 mới chấm dứt, khiến cho mối quan hệ của cặp đôi ngày càng xấu đi. Hiện tại, cả hai đã xóa bỏ phần nào những mâu thuẫn trước đó. Trong một bài phỏng vấn vào năm 2018, Quách Ngọc Ngoan cho biết anh và vợ cũ đã bình thường trở lại, cùng san sẻ việc chăm sóc con trai cà pháo. Tôi và vợ cũ giờ quan hệ bình thường và đều có hạnh phúc với người mới. Chúng tôi đều hướng mục tiêu chung là nuôi dạy con cái, bé Cà Pháo, con trai của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương, sống cùng với gia đình ngoại ở Trà Vinh. Tôi hay về thăm con, có khi 1 tháng hoặc vài tuần thì đến. Tôi thấy con sống môi trường tốt, được mọi người yêu thương, ông bà ngoại các dì xem như cục vàng. Dù vậy thì cả Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan đều rất hạn chế nhắc về đối phương trên báo chí. Phượng Chanel, nữ đại gia đã có con chung, tuy nhiên bất ngờ chia tay. Sau Lê Phương, người được Quách Ngọc Ngoan lựa chọn làm bạn đời là nữ đại gia hơn anh 9 tuổi Phượng Chanel. Mối quan hệ này bắt đầu được chú ý từ những tin đồn hẹn hò khi nam diễn viên vẫn còn đang sống chung với Lê Phương. Lúc đó Quách Ngọc Ngoan quyết định giữ im lặng trước nhiều điều tiếng cho rằng mình là người chồng thiếu trung thủy, người cha vô trách nhiệm. Nam diễn viên chỉ khẳng định tôi thương con ra sao, chỉ cần mình tôi hiểu là đủ. Sau khi chính thức ly hôn, Quách Ngọc Ngoan dần công khai mối quan hệ và chung sống với Phượng Chanel. Việc chênh lệch tuổi tác cùng với tin đồn Phượng Chanel là nguyên nhân khiến Quách Ngọc Ngoan ly hôn vợ, làm cho cặp đôi gặp nhiều chỉ trích. Nam diễn viên bắt đầu kín tiếng hơn về chuyện tình cảm, ít xuất hiện hơn tại các sự kiện và từ chối trả lời về đời sống cá nhân. Đến nay, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan đã sống hạnh phúc như vợ chồng hơn 7 năm dù chưa tổ chức đám cưới. Thậm chí, để chứng minh tình cảm cùng quyết định gắn bó lâu dài, Quách Ngọc Ngoan còn xăm chân dung Phượng Chanel lên ngực trái. Trong lần chia sẻ vào tháng 7 năm 2020, Quách Ngọc Ngoan thừa nhận đã đăng ký kết hôn với người vợ hơn mình gần 10 tuổi. Cả hai còn bí mật sinh một bé gái, nay đã hơn 1 tuổi, được đặt tên là Quách Trương Thanh Nhã, tên thân mật là Sơ Mi. Hiện cặp đôi chưa công khai diện mạo của con. Nói về người vợ hiện tại, Quách Ngọc Ngoan cho biết, vợ tôi đặc biệt tin tưởng tôi, cô ấy rất tôn trọng và dành cho tôi những thời gian tuyệt đối. Tôi thuộc kiểu đàn ông của gia đình, ngoài công việc tôi chỉ có ở nhà chăm lo vợ con, chơi với mấy chú chó, chăm vườn, nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc. Tôi không bia rượu nên càng không đi nhậu thâu đêm suốt sáng. Cô ấy tôn trọng sự riêng tư của tôi đến mức khi tôi đọc sách, nghiên cứu kịch bản, cô ấy luôn để cho tôi không gian yên tĩnh, biệt lập. Khi vợ giận, tôi cứ ôm lấy cô ấy. Đúng sai gì tôi cứ nhận lỗi cho cô ấy đỡ ấm ức, đợi bạn đời bình tĩnh rồi mới từ tốn nói chuyện. Nếu cô ấy giận sai thì nhẹ nhàng giải thích, còn mình sai thì làm gì đó cho vợ vui như pha ly nước mát, nấu cho vợ món cô ấy thích. Tôi không muốn vợ tổn thương, buồn như vậy tôi cũng thấy nặng nề. Phụ nữ dễ tổn thương vì những chuyện nhỏ, đàn ông nên lưu ý một chút để bạn đời có cảm giác an toàn, được che chở, anh tâm sự thêm. Nói về cảm giác lần thứ hai làm bố, Quách Ngọc Ngoan cho biết bản thân anh thấy hạnh phúc vỡ òa. Nam ca sĩ quan niệm được làm bố mẹ là điều rất đỗi thiêng liêng. Đặc biệt, cả hai lần tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lần này thì con gái, tôi may mắn khi hai con đa số đều giống tôi. Con gái tôi ai nhìn cũng hỏi rằng sao giống bố quá, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ. Đồng thời nam diễn viên cho hay vì bà xã bận công việc ngoài Hà Nội nên thường có người giúp việc chăm sóc em bé. Bản thân tôi những lúc ở nhà thì chơi với con và làm những việc dễ làm nhất dành cho trẻ sơ sinh. Hai chị lớn rất là cưng em út, anh tiết lộ. Tuy nhiên thì đến năm 2021, Phượng Chanel đã lên tiếng xác nhận cô và Quách Ngọc Ngoan đã đường ai nấy đi sau 6 năm gắn bó. Thông tin khiến cho dư luận vô cùng bất ngờ bởi lẽ trước đó nam diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh của Phượng Chanel trên trang cá nhân cùng những câu văn thả thính đầy ngọt ngào dành cho nửa kia. Chia sẻ với phóng viên, Phượng Chanel cho biết cô rất hạnh phúc trong khoảng thời gian ở bên cạnh nam diễn viên. Chuyện tình giữa hai người kết thúc trong hòa bình, ly hôn vì hết duyên chứ không có điều gì khúc mắc. Ở bên nhau 6 năm là khoảng thời gian rất hạnh phúc của tôi. Anh Ngoan là một người tốt, luôn yêu thương và chiều chuộng tôi hết lòng. Tôi hy vọng mọi người không đào bới câu chuyện tình cảm cá nhân của chúng tôi, bởi chuyện tình cảm là do duyên phận. Chia tay đơn giản là hết duyên chứ không hề có bất kỳ điều gì khúc mắc hay mâu thuẫn cả, Phượng Chanel chia sẻ. Phượng Chanel cũng cho biết hiện hai người vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay và hy vọng dư luận không suy diễn để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống và công việc của cả hai. Chia tay cũng không phải là lỗi của bất kỳ ai. Sau khi chia tay, chúng tôi vẫn là bạn bè tri kỷ, có công việc gặp gỡ vẫn vô cùng bình thường. Cả tôi và anh Ngoan đều mong những điều tốt đẹp nhất dành cho đối phương. Vì thế, mong mọi người không suy diễn bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân tôi và anh Ngoan mà còn gia đình, bạn bè và công việc phía sau, nữ đại gia nói.